Đây là thuộc An Khánh, thuộc xã An Khánh. Hộ này nó là hết. An Khánh đại từ đấy. Hôm nay đi đại từ thì chỉ có đại từ thôi. Ở cái bếp này à? Bây giờ có mẹ Ngà ở đây làm cô Tấm thì tốt quá nhỉ. Không xa đâu. Không xa. Mỗi ngày Lãng Sơn Cao Bằng Tây Nguyên này bớt mỗi nhà ăn tên mà. Không xa đâu. Mặt đây mày. Mặt đây mày. Không xa. Mọi người đứng ở đây để cho mày về. Mày nào nội trưởng. Mày nào nội trưởng tập Việt Nam không xa mày đâu. Tao không xa cho mày đâu. Mỗi nhà đất nước Việt Nam 529 cây số. Mất 2 tây vàng. Không xa cho mày đâu. Thằng này mày nó khổ xuống nó lên cho tao. Tao bắt cho mày. Thằng này không xa mày. Nó chọ mày mới bắt này. Gì đâu mà bây giờ thấy số này coi lâm bằng cái số này từ ở đây nhận ra không chỗ này biết lâm lâm là chỗ này Đây là xóm đoàn kết xã An Khánh là hộ nghèo của xã là có không là con này đã con cháu tao không xa cho mày đâu Hoàng Văn Trường là... không xa đâu tao chỉ huy cơ rồi chúng mày phản chúng mày phản cái mày về đâu chúng mày nhà mất ai thế mà đã không mày mới chỉ tao à em dâu à nuôi Thôi mỗi nhà mất à tới ngoài là đúng chú ơi không được rồi con đến thăm chú nhớ nhận ra con không nhớ rồi hôm nay đấy mai áo lính cho chú ơi tao chỉ cầm thôi, tao không nhận. Sao anh mày hỏi có hình Hà Nội tao lại ra chịu con đặt mất ở đây mất 2 tới vàng đó rồi 5 lần cái số rồi để bao người phải chết đói chú, đứng đây, chú đứng đây chú ơi để mặc áo để mặc áo đẹp đã đi. Chú mặc áo đẹp chú ơi nhặt đó cho chú ơi chú mặc cái áo đây đi dạ. Đẹp lắm đây đây
bỏ cái áo ngoài ra. Chú ơi, chú bỏ cái áo ngoài, con mặc cái số nhé. Bây giờ phải ra cái số, bao người phải chết đói đây khác đây. Tôi khổ lắm rồi. Năm là cái số. Còn bạn giúp cái áo ra ngoài chơi. Chú ơi. Đại tướng con mặc áo chỉ huy và thanh niên đầu mặc áo chỉ huy ra để mặc cái áo chú khó lắm mặc áo chỉ huy để chỉ huy cho nó mẫu mặc áo chỉ huy mặc áo kia nó mới giống đại tá đấy đúng rồi giống đại tá mặc áo đại tá áo kia mặc áo đại tá này cái số trả là tao mày mang cái số đây mặc áo đấy mới là giống chỉ huy đây gọi là đại tá rồi không lấy nhau đâu không lấy nhau đâu không lấy nhau không lấy nhau đó là tao linh tao đại tá hỏi nhau bố tao đại tướng bố tao đại tướng thế tưởng là mới là thượng tướng rồi thôi biết mà thông cảm mà thực ra rất là đáng thương mình có ai gì đâu thì mình cũng được đi một năm đi biết bao nhiêu trường hợp gặp mãi tất cả những người ta rất là đáng thương mời đại tá vào đây nhanh chụp nhanh chụp nhanh1.400.000 của câu lạc bộ Sen Hồng. Câu lạc bộ Sen Hồng kết nối các mạnh thường quân. Đây để chị vào chờ cha của chú Quý Nhường. Quý Nhường. Tôi cầu ông mày thu lại toàn này. Đây là 100.000 của nhà thẩm mỹ Thùy Chi tặng cho chú nhá. Dạ vâng, mừng tuổi cho chú. Mừng tuổi cho cháu đấy nhá, cả nhà đấy mừng tuổi cho cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Yêu cầu không có cả thân nhà mình được 6 người đang xây. Dạ vâng. Còn ai nữa không? Bây giờ khách sạn đây là đây. Được rồi. Không. Yêu cầu Bắc Linh, Hà Nội, Thái Nguyên là không. Mừng tuổi đại tá. Yêu cầu là không. Bức tuổi đại tá. Thế chiến sĩ phải báo cáo xem chiến sĩ tên là gì chứ. Chụp ảnh cho em đi. Trang đâu trang đâu. Từ từ đại tá vào đấy. Thế này là cái nơi này là cái trang của đội 6. Bố đại tướng ơi. Đại tá. Đây chú ơi, cháu thiếu tá đây. Cháu thiếu tá. Tặng cho đại tá. Chúng mày hát ca không bằng tao. Cháu cờ là không. Tao có trai, có cháu của ông Quý Nhường. Tao không tha cho mày. Mày bố lâu mới dạy. Bố lâu mới dạy em. Thằng em không thế. Đúng rồi cháu hay là. Đại tá phải đứng đây đã chụp ảnh mấy lần quân. Đi chào của Hải đấm vỡ mồm. Đấm vỡ mồm luôn đã đi chào đi cho tiền thì bị đấm vỡ mồm. Hết không ạ? Hết. Anh bác đứng sau Tuyên đi.
Cô đừng mới nhà mà. Đây đây. Chú ơi chú. Đây đây. Hai trong nhìn kia. Chú ơi nhìn kia. Nhìn kia. Nhìn kia. Đây kìa kìa kìa. Này nó mới bắn này. Đang học. Đây đây. Cái mũ này đây này. Đâu cái gì? Anh bác cái bỏ tay rồi. Đại tá kìa. Mày bảo tao đi. Được chưa? Mày bảo tao đi. Được chưa? Đâu rồi. 50 tuổi rồi. Giả dân Bắc Linh. Đây này mà. Thế nói là tao đau tao rồi. Quay cho việc mình ở chú Bắc đến. Bắt chung mày phải. Lấy lại Bắc Linh ở đây này. Lấy lại Bắc Linh. Chú ơi lấy lại Bắc Linh. Đấy. Đại tá phải bắn tiểu liên nó lên. Không cần rèn. Không cần. Đúng rồi. Ban thư ký đang làm việc. Đây chỗ này là 250. Yêu cầu Bắc Linh với Hà Nội Thái Nguyên cấp lời là quân đội của tôi. Đừng đếm tiền nhá. Đếm tiền đấy. Bắt tài liệu ký dấu. Đây. 1 triệu này. Được chưa? Bắt đầu nhá. Không có đồng tiền, ông biết rồi. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu 2, 3 triệu 3, 3 triệu 4, 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6, 3 triệu 7, 3 triệu 750. 3 triệu 750. Với 1 triệu tiền quà. 1 triệu tiền quà. 3 triệu 750 với lại xuất quà này là 1 triệu. 1 triệu. 1 triệu nữa. Hơn. 4 triệu 750. 4 triệu 750 tổng hết xuất quà này nhá. Kính bảo con người ra Bắc Linh không? Đấy cô đấy là ở Bắc Giang không phải Bắc Ninh. Xin thay mặt cho cơ sở cũng như là gia đình, đây là cũng một cái trường hợp rất là khác biệt so với các trường hợp khác. Và những cái gì mà có thể là chưa được nhưng mà mong là các quý vị cũng thông cảm. Còn tôi thì cũng là trưởng ban các mặt trận ở đây cũng ghi nhận cái tình cảm của tất cả những mạnh thường quân cũng như là các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho các cái hộ gia đình nghèo mà đồng thời cũng là đang là một gia đình một đối tượng tâm thần. Chính vì vậy là có những gì là mong các anh các chị cũng thông cảm và xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị, mong các anh chị cũng đóng góp nhiều hơn nữa cho các cái hoàn cảnh như này. Xin cảm ơn các anh các chị. Cảm ơn các vị lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện để nhóm thiện nguyện từ tâm. Chia tay nhau thế nhỉ? Chúng mày Bắc Linh không đâu ăn tao không sao. Đây nhà thu lại hai tên hoang bạc. Chào đại tá. Chào đại tá nhá. Chào đại tá. Tao về tới đây. Các chú nhường bao hồ tao với tài cho mày. Thôi chào con trai đại tướng nhá. Em chào con trai đại tướng nhá. Chào em nhá. Chào các chị nhá. Chào các chị nhá. Chào chị nhá. Em chào anh ạ. Chào các vị lãnh đạo địa phương. Xin chào nhá. Xin chào nhá. Năm hộ. Khiếp dàn lãnh đạo tuyệt vời chưa? Rồi trông như hot girl đấy nhỉ. Đi thẳng cứ đi thẳng là được hả?